Xin chào tất cả bác nhá. Năm hết Tết đến rồi bác ơi. Em vừa về được tầm khoảng 100 con đèn đĩa bay, một dòng đèn tháo sàn các bác ạ. Dòng này thì ánh sáng của nó thì cực kỳ khủng. Với con này công suất của nó đạt lên đến 150W, tức là nó gấp đôi cho đến gấp 3 một con đèn thông thường mà tất cả các bác chúng ta đang nhìn thấy ở bên ngoài thị trường. Dòng này là chuyên cho bar, cho sàn và phòng hát. Chính vì vậy mà cái ánh sáng của nó thì cực kỳ sắc nét luôn các bác. Các bác có thể nhìn thấy không? Đấy, ánh sáng nó sắc nét một cách khủng khiếp luôn. Và con này của nó là 1-2 trong 1 các bác nhá. Đèn của nó là đèn hiệu ứng 2 trong 1, tức là nó vừa tạo ra hoa văn, vừa tạo ra ánh sáng các bác. Đấy, và tất cả các bác ai là dân chơi âm thanh các bác nhìn phát biết ngay. Đấy, bởi vì ánh sáng nó rất là đẹp. Đó, các bác nhìn thấy không? Đấy, nó ra những cái vầng sáng phải nói cực kỳ là đẹp, đẹp tuyệt vời mà các bác nhìn này. Ánh sáng nó khi xuyên thấu là các bác nhìn thấy cả những cái tia sáng nó đi luôn. Đấy. Và dòng này của nó được sự kết hợp hoàn hảo 2 trong 1, tức là bên trong này nó sẽ là một cái mắt hoa văn, còn bên ngoài nó sẽ là cái hiệu ứng tạo ra những ánh sáng chớp, tạo ra những cái ánh sáng màu. Đấy. Tức là nó sẽ cảm giác nó không bị đơn độc. Những dòng đèn moving thông thường thì nó cảm giác là hơi đơn độc, như con này của nó thì có tất cả những tính năng hiện đại. Đấy. Hiệu ứng này, chớp này, ánh sáng này, hoa văn, các bác nhìn này, đẹp không? Thật sự là không đẳng cấp thì thôi, mà đã đẳng cấp là phải cho dân ngước nhìn. Thay vì chúng ta mua đào, thay vì các bác mua quất, thay vì chúng ta chơi những thứ mà 3 ngày Tết các bác mất đi. Đó, thì các bác ai chơi được con đèn này thì phải dùng hai từ là mình sang một phân khúc đẳng cấp khác. Rất nhiều bác đã mua sắm âm thanh tiền tỷ, rất nhiều bác đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư từng những cái dây loa 200-300 triệu. Nhưng trong nhà các bác không có được nổi một chiếc đèn để các bác chơi ánh sáng thì nó cảm giác giống như kiểu mà một món thức ăn ngon mà lại không có gia vị. Đó, các bác nha. Và con này của nó thì ánh sáng cực đẹp, 150W. Và đây, con đèn này của nó người ta gọi là đèn robot đĩa bay, các bác nha. Robot đĩa bay, nó có cả hoa văn hiệu ứng và 2 trong 1, nó nằm trong chiếc đèn này. Đấy, nó quay 360 độ các bác nha. Cái viền này có thể tháo được các bác nha. Viền này để cho tất cả các bác chúng ta lắp lên trần thạch cao. Đấy, còn các bác không lắp trần thạch cao thì các bác có thể để bên ngoài này. Các bác vặn cái là các bác tụt ra, trông rất gọn gàng và rất là đẹp. Đấy, quay 360 độ, 150W, công suất của nó cực kỳ khủng. Nó được xếp hạng là gần như là công suất cao nhất của dòng đèn mắt LED. Giá mới con này thì nó dao động cứ tầm khoảng gần 2.000 nhân dân tệ. Nó tầm khoảng 6-7 triệu một chiếc các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay Tết rồi, em để cho bác với giá bằng 1/8 giá thị trường thôi, 1/7, 1/8 giá thị trường thôi. Lát nữa thì em sẽ test ánh sáng cho tất cả các bác nhìn. Các bác nhìn mà không kết, em tặng các bác con đèn này luôn. Đấy, tất cả nó đều chạy những cái nguồn ngoài của nó nhé. Nguồn ngoài cái này của nó là cái nguồn adapter, các bác nhìn khủng khiếp không? Cái nguồn của nó này, đây 20 phân luôn, sợ thật đấy. Nguồn nó lớn lắm, công suất đèn này nó lớn các bạn. Đấy, mà nó thu gọn lại để nó treo lên trần cho nó gọn gàng, nhưng mà đèn thì nó thật sự là nó cực kỳ là sáng. Đây các bác nhá, đây là em đang bật điện này. Đấy, bóng tiếp nhà em là đang sáng rực nhà, nhưng mà các bác nhìn thấy không, hoa văn của nó thì không hề bị đuối một tí nào luôn. Và bây giờ thì em Hiền sẽ test luôn cho các bác về cái phần ánh sáng để các bác nhìn nhá. Anh em này, bác nhìn này, tia sáng này, ui rồi ôi, bác nhìn đã đời không, ui rồi ôi, ui rồi ôi, đẹp không, ui rồi, dã man, đấy, thấy không, hai con nó chạy đan chéo nhau, các bác nhìn đã đời không, ánh sáng này nhìn tia này, các bác nhìn tia sáng của nó, ui rồi. Anh em nhìn thấy cái tia sáng của nó, các bác nhìn rất đã nhá. Đấy, hiệu ứng nó lên đấy, hiệu ứng lên đấy. Ui giời. Đấy, đây là chế độ nghe nhạc các bác nhá. Đấy, bắt đầu có nhạc nó đổi hình, đổi màu này. Đấy, thấy không? Quá đẹp, đẳng cấp luôn. 150W led mà. Ổn áp ạ. Ui dồi ôi. Này, chơi mà không đẳng cấp thì nói thật các bác chẳng còn cái loại nào đẳng cấp hơn. Đấy, chớp đấy, thấy không? Ok các bác nhá. Rồi, anh em nhìn chán thôi, đủ rồi, đẳng cấp rồi. Này, ui dồi, sáng này. Các bác nhìn cái tia sáng của nó đi này, nó sáng lắm luôn các bác. Này, thấy không? Đấy, trời ui, hoa văn 3D. Và em nói luôn nhớ các bác nhá, tất cả các bác khu vực miền Nam ai mà chốt thì ra năm ship. Còn tất cả các bác khu vực miền Bắc từ Nghệ An, Thanh Hóa đổ ta là em sẽ ship bằng xe khách. Tất cả các bác ai mà chốt được thì là em sẽ ship hàng cho các bác từ giờ đến ngày 20
9 Tết đấy, còn từ 29 trở đi là em xin phép là không bán hàng nữa để cho vợ con đi sắm đào quất các bạn nhá. Đấy, anh em ai thật sự thiết chiếc đèn đĩa bay đấy, một dòng đèn 2 trong 1 cực kỳ đắt tiền với giá chỉ bằng 1/8 giá thị trường thôi. Rất mong tất cả các bác chúng ta cùng ủng hộ em Hiền. Xin chào.